Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Từ tối ngày hôm qua đến thời điểm hiện nay thì drama Đạo Beat của nam ca sĩ Sơn Tùng NTP dẫn đến việc MV Chúng Ta của hiện tại bị đánh sập, biến mất khỏi YouTube vẫn đang khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao. Và rất nhanh thì thông tin về nhân vật đã thực hiện việc báo cáo đánh sập MV cũng đã được khán giả tìm ra. Nhân vật này là ai thì ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Theo đó, GC, kênh YouTube đánh bản quyền MV Chúng Ta của hiện tại, đã khẳng định rằng chính phía Sơn Tùng đã đạo nhạc và chắc hẳn khán giả sẽ tự hỏi GC là thế lực nào ghê gớm đến mức đủ để khiến một MV của Sơn Tùng NTP có thể bay màu. Hóa ra, anh chính là một thanh niên producer chuyên sản xuất beat để bán cho các nghệ sĩ trên toàn cầu với hồ sơ khó có thể xem nhẹ. GC tên thật là Gary, hiện đang là một nhà sản xuất âm nhạc sống tại Vương quốc Anh. Anh bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật thông qua việc trở thành tay trống tại Học viện Nghệ thuật ở địa phương. Và từ đó anh dần bén duyên với việc làm beat nhạc từ năm 2008. Anh đã có một công việc toàn thời gian ở lĩnh vực ngân hàng, nhưng kể từ tháng 12 năm 2018, anh đã rời bỏ công việc ổn định này để dành toàn tâm toàn ý cho việc sản xuất beat nhạc. Vào năm 2019, anh chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp, nhận được sự ủng hộ của đông đảo những người đã theo dõi anh từ trước. Anh có sở trường làm beat chủ yếu với dòng nhạc pop, R&B, hip hop và alternative. Các đoạn beat của anh thường lấy cảm hứng từ âm thanh trò chơi điện tử và các bộ anime Nhật Bản, mang đến những giai điệu đa sắc màu cũng như phảng phất một chút âm hưởng của Ja. GC gia nhập YouTube từ tháng 6 năm 2017 và đến thời điểm hiện tại đã mang về khoảng 37,9 triệu lượt xem trên toàn kênh. Để phục vụ công việc của mình, anh đã có riêng một website để giao bán các beat mình thực hiện. Tất cả đều được minh bạch giá rõ ràng, thông tin liên hệ và cách thức thanh toán cũng được trình bày chi tiết. Dù không hẳn là một tên tuổi lớn được đông đảo công chúng biết đến, nhưng thông qua cách làm việc bài bản, chuyên nghiệp của anh, có thể thấy rằng anh là một người xem trọng vấn đề bản quyền cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Và nếu vào trang Instagram cá nhân của anh chàng sẽ chỉ thấy duy nhất một bài đăng, hiện tại thì bài đăng này đã trở thành một bãi chiến trường khi đông đảo fan của Sơn Tùng đã vào tận nơi chỉ trích thậm tệ anh chàng sau khi anh đánh sập MV Chúng Ta của hiện tại và tuyên bố rằng producer của phía Sơn Tùng NTP đã thừa nhận việc sao chép. Đông đảo bình luận bằng tiếng Việt với những ngôn từ thậm tệ, dung tục, cực kỳ thiếu văn minh đã xuất hiện dày đặc trên trang Instagram của anh. Dù sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết, nhưng hành động của một bộ phận fan Sơn Tùng đã bất chấp tất cả, bảo vệ thần tượng là điều thực sự không nên, tạo nên hình ảnh vô cùng xấu xí trong mắt producer quốc tế. Còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào về sự việc này thì hãy để lại comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày.